Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Nhi Chắc Mình Đây. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái bộ bóc mắt tên là Harry Potter. Mời các bạn cùng nhau ra xem với tôi nha. Xin mời. Đây, các bạn có thể coi. Đây là cái hộp Harry Potter. Và các bạn có thể nhìn thấy là trong cái hộp này á, là chữ Harry Potter, cái dòng chữ vàng này người ta là in nổi nha các bạn. Rồi các bạn có thể nhìn kỹ ở dưới này luôn á, là cái chỗ này là các bạn nhìn kỹ đi, là đó là cái phần in mờ về tờ báo của thế giới phù thủy ấy. Họ cái poster, cái hộp này họ rất là tinh tế luôn á. Họ thiết kế cho mình để mình có thể trưng lên những cái món sản phẩm của dòng sản phẩm này, set này rất là ok luôn đó. Nên là khi mà người ta mua thì người ta không bao, gần như là không ai muốn mua một nhân vật trong này cả, mà họ đều muốn mua nguyên set, tại vì cái hộp này nhìn cưng quá, và một trong số đó là mình nha. Rồi ok, không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ unbox hộp này. Yes. Các bạn, khi mà mình mở cái bóng kính ra rồi á, thì các bạn mình có thể nhìn thấy ở đây có cái đường khớ này. Có cái đường khớ này, lát hồi mình sẽ có thể dựng được cái hộp nhá. Và ở đây có dòng chữ là 12 cái design may have secrets, là trong cái 12 cái con nhân vật này nè, nó sẽ có một con secrets. Thì hình như ở trong hình này không có con secrets đâu. Yes. Mà không biết là mình sẽ có con secrets ở trong này không nữa. Thì mình cùng nhau đón xem tiếp nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mở ha. Thời không thích unbox lung tung, mình là một người rất là thích theo thứ tự nha, nên mình sẽ bắt đầu từ đây, từ chỗ gần mình nhất qua chỗ xa mình nhất. Rồi à, thôi cho các bạn coi nè, đây là gồm có 12 bạn nha. Rồi có một bạn secret. Mình không biết là bạn secret là bạn gì nữa, nhưng mà mình cứ mở xem, nếu mà may mắn được bạn secret thì rất là happy, để cho các bạn cùng coi nhá. Đây, ok. Ơi, mình thấy cái vành này, thấy cái vành vậy có khi là đám xương. Nó có nào không? Yes. Không ngoài dự đoán của mình nha các bạn. Wow, trời ơi, sao mà đẹp quá vậy trời. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá thiệt các bạn ơi, thiệt đẹp luôn ý. Nè. Ôi, đẹp xìu luôn ý. Nè các bạn, nó to lắm luôn, mà nó rõ nét cực kỳ luôn ý. Mình phải nói thật là các bạn hãy nhìn hình giáo sư McConnell đi, hình nha như vậy nha, nhưng mà ở ngoài nó còn đẹp hơn cái hình nữa. Các bạn nhìn nè, tinh tế kinh khủng khiếp luôn á, mà nó rõ ràng. Bạn nhìn thấy cái kính không? Đó, trời ơi, sao phải đẹp quá vậy? Trời ơi, giáo sư này thường có thói quen là hay biến hình thành các con vật và dạy về cái phương pháp phép thuật đó. Và ngày cô ấy hay, bà ấy hay biến thành mèo nha các bạn. Đó, đây là mèo cưng của bà nè. Cưng quá nè, bộ đồ màu xanh lá. Nè, tất cả các hình ảnh, từ cái hình ảnh chi tiết trong bên trong nhất của nó cũng là cái dập nổi nhá. In nổi ở bên trong á, các bạn nhìn kỹ có thể thấy màu vàng, đường kính, mọi thứ đều rất là tinh tế, ngay cả đường nếp áo các cái. Sorry các bạn. Mình thấy đẹp bất ngờ luôn á, tại vì trong set này mình không nghĩ là vị giáo sư này có thể đẹp như vậy. Rồi, để đây nha, cute quá. Cô lớn tuổi mà sao cô đáng yêu. Rồi, chúng ta vừa đi qua với hiệu phó của trường phép thuật, bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật tiếp theo. Do mình bị mất cái dao gọt giấy của mình rồi, nên là mình phải dùng cái dao đó. Ok, bạn tiếp theo nha. Mình sờ nắm thử cho mình. Hình như là có hai nhân vật nha các bạn. Hai nhân vật. Còn hai nhân vật. Có cái tai bành bành. Đúng là đồ xuôi đôi lọt mà. Các bạn biết đây là ai không?
chúng ta cũng đều biết chứ nhỉ. Vâng, thì các bạn, đây là Harry Potter bèo của chúng ta đây. Rất là dễ thương nha các bạn. Cưng quá hà. Cái tay còn có cái lỗ. Cái lỗ còn thêm cái gì đây? Vâng, không có gì khác ngoài chiếc đũa thần của chúng ta. Cái đũa thần nè. Rồi. Còn có bạn Hagrid của. Trời ơi, cái phần mà bạn ấy bị dưới đó nhìn thấy tội dễ sợ luôn á. Trong phim ấy mà. Nhưng mà không sao, chúng ta có phiên bản Kite của bạn ấy rồi. Thì chúng ta cũng sẽ đẹp hơn. Trời ơi, dễ thương quá. Cưng xỉu luôn á. Nè. Thôi chơi coi bạn Hagrid trước đi. Đó, bạn Hagrid rất là dễ thương, rất là trung thành và tốt với bạn Harry Potter. Đây, bạn Harry Potter của chúng ta và cây đũa thần của bạn ấy đây. Dễ thương ha, đúng không các bạn? Nè. Cưng nhỉ. Đây, cái sẹo của bạn ý. Mình nghĩ là các bạn nên mua. Vì rất là dễ thương, cực kỳ dễ thương. Mình phải nói thiệt luôn đó. Thương đến mức, dễ thương đến mức trầm trồ luôn đó. Nè. Ai xong đứng được mày? À, đứng được rồi. Đó. Đến với bạn tiếp theo nhá. Lọt quá chừng lọt, bạn thứ hai đó là Harry Potter rồi. Bạn tiếp theo là gì? Là gì đây? Cái gì đây? Là cái gì đây? Unbox cái bạn này đi. Mình đã làm rồi các bạn. Mình đã làm rồi, mình xin lỗi các bạn. Mình đã làm rồi. Đây, nhân vật của chúng ta đây nè. Remus Lupin, nhân vật đã bị chú sói cắn vào một phát và biến thành người sói. Thì là cực khổ lắm luôn ấy. Mỗi lần đến đêm trăng rằm, một tháng là có 2 đêm trăng rằm nha các bạn. Làm làm 2 tuần một đêm trăng rằm. Là chú đó là phải biến thành người sói đúng không? Là phải uống thuốc. Mà mỗi lần như vậy thì rất là đau đớn. Trời, đau lông mọc ra, sừng mọc ra, móng mọc ra là đau lắm luôn. À, sói không có sừng, xin lỗi nha. Đây, con sói của chú đó nha. Ôi, hồi đầu mình nghĩ con sói này sao kỳ vậy? Con sói 4 chân. Đúng rồi, con chân sói 4 chân mà. Mình đúng là bị loạn thần kinh rồi. Mà hung dữ dễ sợ. Mà chú ý thì dễ thương dễ sợ. Bây giờ coi lại chú ý nha. Cái bộ đồ của chú ý dễ thương lắm á. Nè, nhìn cưng ngon, ở đằng sau còn xẻ tà nữa nè. Rất là đáng yêu nha. Hàm ria độc quyền của chú ý nha. Đây là một trong những người bạn thân của ba Harry Potter. Rồi các bạn có đến với nhân vật tiếp theo với mình nhé. Nóng quá. Rồi ok. Mình sẽ đến với tất cả vì sự nghiệp review làm đẹp của chúng ta mà. Đến với bạn tiếp theo nhé. Đến với bạn tiếp theo. Đây. Mình sẽ unbox bạn ý. Rồi. Chàng trai tóc vàng. À lộn của. Sorry nha. Trời ơi, mình từng Ron không luôn á. Trời, quá là Harmony hả? Xin lỗi Harmony nha. Harmony cưng quá nè. Trời ơi, ở trên bạn nhìn thấy cái lớp bro màu của nó khác nha. Bro ở trên là người ta sẽ tô thành cái màu nhạt nha, bóng bắt sạc bánh sáng. Ở dưới họ sẽ phủ một cái lớp màu sậm hơn. Đó nè. Nếu như mà các bạn đến cái nhà xưởng để làm những bản bóc mắt này thì họ rất là kỳ công luôn á. Người ta xịt sơn tay hay sao ấy. Có những bộ phận là người ta phải làm bằng tay chứ người ta không dùng máy nha. Là họ cực kỳ chi tiết luôn á. Nè, thấy không? Ở phần dưới này nè, ở trên nhạt, ở dưới đậm này. Và chỗ này đậm nhạt nha, chỗ này đằng sau này nó cực kỳ đậm luôn. Xuống dưới nó còn đậm nữa. Họ rất là đề, họ không chỉ làm một cái món quà actor chúng ta mà họ đề cao vấn đề chi tiết rất là nhiều. Đó, các bạn có thể nhìn kỹ các bạn Harmony này nha. Rồi, bạn Harmony này có tool là gì? Chúng ta cùng nhau coi tool của bạn Harmony nha. Là một chú mèo nha. Con gái thì dễ thích mèo giống như mình này. Mình rất là thích mèo. Mèo thường hiền, dễ thương, lại còn không ồn ào nữa. Nhà văn thì lại những cái con vật như vậy lại gần gũi ở bên cạnh mình, còn hay làm nũng nữa. Khá là tình cảm. Đây. Đó,
cho các bạn coi. Ê, mà đây có phải con mèo không ta? Đúng rồi đó, con mèo. Đây, giống mùi tóc của bạn ý nè. Rồi, tiếp theo nha. Mình biết bạn gì luôn đó. Mà không nói đâu. Bạn này có ba cái cục cục. Đúng các bạn là bạn gì? Đó, trong nhân các nhân vật này ba cái cục cục thì theo đó là bạn gì? Ta là chú chó ba đầu đây. Đó. Trời ơi, chó ba đầu nhìn nó khổng lồ. Lúc ở trong phim nó ghê lắm luôn á. Mà sao ở ngoài đáng yêu vậy? Nhìn mày á, ta chỉ muốn cho nguyên một cái giỏ xương thôi, chứ không sợ nha. Tao không có sợ mày đâu. Cưng quá à. Đứa thì nước miếng, đứa thì trừ hai cái răng, đứa thì trừ nguyên cái hàm răng. Xấu dễ sợ. Ngoan ngoan đó, chỉ cho xương nha. Cưng ngoan nha. Đây, bốn chân. Đuôi đằng sau này các bạn. Đó, đuôi nó, đuôi nó kỳ quá ha. Đuôi gì đâu mà kỳ ghê. Đúng là chó ba đầu, đến cái đuôi cũng thích kỳ. Rồi, mình đến bạn tiếp theo nhé. Rồi, chúng ta cùng nhau đoán coi bạn gì nhé. Bạn này sẽ có cái chân xuôn xuôn, cái đầu to to, cái vành cao cao. Ê, mình biết được bạn gì nha. Mà không chắc nữa. Ra sao tự nhiên nó chỗ này nó lồi lồi nhỉ? Cái chỗ này nó lõm vô ta, nó có cái vành mà, nó có cái vành vậy là bạn nào ta? Ê, hay cái này mình ngừa không nhỉ? Nếu như mà như vậy là bạn nào? À, mình đoán được bạn nào rồi. Ok, rồi, chúng ta cùng coi nhé. Có lẽ đây là hiệu trưởng. Có lẽ đây là hiệu trưởng của chúng ta. Nãy chúng ta có hiệu phó rồi đúng không các bạn? Màu tím tím. Tôi thông minh quá mà. Đây, hiệu trưởng của chúng ta đây. Nhưng mà sao cái màu này nó chói quá vậy? Hiệu trưởng Dumbledore của chúng ta đâu có mặc đồ chói như vậy đâu các bạn. Đó, nhưng mà thôi không sao. Đây là thiết kế chibi mà, để cho cụ gần gũi hơn với chúng sanh. À, với các học sinh. Đó, rất là cưng. Hình như cụ không có tun gì hết. Cụ có tun không ta? Hình như cụ có tun đó. Chờ xíu nha. Hiệu trưởng thì có cây đũa thần nè. Nhưng mà các bạn để ý nha các bạn, cây đũa thần của cụ Dumbledore khác cây đũa thần của Harry Potter đó. Ê, ông Harry cho mượn cây đũa thần xíu đi. Đây, cây đũa thần của cụ Dumbledore nó dài hơn nha. Nó dài hơn và cái màu nó có sự chuyển màu. Ở trên đầu là nó màu hơi cam cam, ở dưới là màu nâu nâu. Còn cái này là cái màu nâu nâu nhạt, ở trên là cái màu hơi vàng đất. Đó, họ họ rất là chi tiết trong cái việc tạo hình nhân vật. Ở trong phim, cụ Dumbledore là một trong những nhân vật là mình rất là thích. Hiệu hiệu trưởng Dumbledore, Dumbledore, Dumbledore. Đó, đây. Hôi chân ngồi cạnh cô hiệu trưởng đi.